Ok. Và xin chào tất cả các bạn, mình là Bình Kiên. Và hôm nay mình sẽ chơi Rocket League. Yeah. Thì như các bạn đã biết, hôm qua mình đã lên rằng đồng qua, và cũng như là một ngày nữa là cái là gì ta, khá su sẻ và cái gì đó, có cái item mới sao á, tôi nhớ là vậy. Có cái item mới là thì đây, item mới là đây thì chắc chắn các bạn phải cũng biết rồi. Đây có hai cái item nữa, rồi bạn và cái màu tím cái nào thì hơn các bạn, các bạn nhớ để lại phần comment nha. Ok, thì không nói nhiều nữa, mình sẽ vào trận luôn. Thì hôm nay mình sẽ chơi doubles, không phải là chơi hips. Là không, chủ đề hôm nay sẽ là duel. Ok, mình sẽ test một trận và mục tiêu của mình là lên một rank. Thì các bạn hãy bấm like và subscribe, đừng quên bấm luôn cái chuông và share nữa nha. Ồ, vô trời. Ok, vô thôi anh em. Cái độ solo này hơi thẳng xíu nên mấy hôm nay tôi không được ai chơi. Này 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 này. Ui. Ui. Sẽ lên đồng 2. Hả? Được đấy. Mình sẽ chỉ cho các bạn một vài cái secret nha. Tí mình sẽ chỉ cho các bạn sau. Đây. Một cái secret mình mới ha. Thì các bạn nào chơi này rồi và theo dõi ông những người đó chơi trên đó thì giới thiệu cũng biết secret gì ha. Secret mà mình sắp đưa. Ôi.
No. Kiểu là secret nha. Đầu tiên các bạn hãy vô cài đặt, các bạn hãy bấm vô all settings, các bạn hãy bấm vô phần credits cho mình nha. Ủa mình nhầm, các bạn hãy bấm vô cái phần credits cho mình nha. Các bạn hãy kéo xuống, các bạn hãy thấy cái chỗ very special thanks you á, các bạn hãy bấm vô cái chữ you. Ủa bấm vô cái chữ you ra đó, nó sẽ có như này. Rồi các bạn hãy dùng ra why. Rồi đó, các bạn bấm vô submit. Đó, cái xe bạn auto to luôn. Xe bạn auto to luôn mọi người. Xe auto to, xe rất to. Xe cực to. Xe rất to, biết trong trận có xe to mà. Ồ, thì mình nói một bộ xe bánh. Xe bánh thẳng luôn. Ôi trời ơi. Rất là lít. Trời ơi, tự nhiên đặt vô cái gì. Ôi, bóc tem hả bạn. Ôi. Tìm thế. Hơn thế. Vào. Ui. Tiếng ok. Một ông. Easy. Vào. Hai ông. Perfect nhanh thế. Ui 2000 SP thảo nào. 2000 SP. Đây quay mình sẽ chỉ cho các bạn một câu lệnh đó nha. Đó là paper. Sẽ cho bạn bằng giấy luôn. Đó. Xe bằng giấy. Xe bằng giấy mọi người ạ. À. Quá hề, quá chất hề. Xe bằng giấy. Xe bằng giấy quá hề mọi người.
Đồ vậy. Ta tôi cơ đã được phim mắt. Ủa sao có bóng bằng giấy vậy? Sao cái bóng bằng giấy nữa? Mình sẽ lên đồng bao luôn cho mọi người xem, sẽ lên đồng bao luôn cho mọi người. Ui sẽ lên đồng bao xong trận này mình lên đồng bao luôn nha, nước thắng thôi. Ok vô. Sẽ lên đồng bao luôn nha mọi người. It's a train. Vào. Đường dễ. Ui, tôi mẹ nó bắt con cái chén con chết. Đồ. Ui, tôi đánh được đi. Ui. Mới bắt được. Vãi thật. Hai lai. Đừng tìm cho gắn thêm. Gốc cho mình gắn tan. Gốc cho mình. Wolf Gaming gắn tên. Đừng. Ô, bắt một quá tuyệt vời. Thank you.
Win, win bro. Hoàn thành mục đích rồi mọi người ơi. Mục đích trong tập hôm nay rồi nha mọi người. Thì rất cảm ơn mọi người đã xem video này. Đừng quên bấm like, subscribe và share luôn cho mình, ủng hộ mình. Để bây giờ thì bye bye.